Rồi chào anh em nha. Thì hôm bữa mình có lên cho anh em khoảng mấy trăm cái nhà yên đó. Thôi. Hôm nay là 100 cái nha anh em nha. Đây, 100 cái thùng, 100 cái nhà yên là còn duy nhất một thùng này nữa là hết nha anh em nha. Hết lô của tháng 11 12 luôn. Ở đây là anh em chúng ta tranh thủ giúp cho đạt nha. Đây. Đây là 100 cái nhà yên còn lại ha. À đâu cái này thùng này 50 miếng còn một thùng nữa. Là hết 100 miếng nha anh em nha. Thì cái da yên này nó vẫn là cái da yên đêm thái da sần và có full lót trong luôn. Đây thì cái da này thì từ bữa giờ đã nói với anh em rất là nhiều là nếu như anh em ra ngoài anh em mua mình bao cam kết 100% anh em luôn là anh em không bao giờ mua được cái miếng da yên này với cái giá là 65.000 đâu. Tại vì miếng da 65.000 anh em biết giá 65.000 bây giờ nó chỉ khoảng tô phở hơn tô phở xíu thôi, tô phở bây giờ đã 40 rồi. Thì một cái miếng da yên bây giờ họ bán á, là da không nha, không có bất kỳ một cái lót nào ở đây hết. Còn anh em muốn mua cái da yên mà full lót như này á, phải từ 200 đến 300 ngàn nha, này là mình nói thật. Tại vì trước đây cũng bán một loại kia là cũng 400 ngàn một miếng. Và nó chỉ lót ở đây, và lót ở đây thôi, không có lót ở phần này nha, không có lót ở đây. Còn bộ này là full lót luôn, và cái này là da jean. Anh em thấy không, cái này nó bấm nè. Nó bấm này là ở trong những cái yên rim thái jean người ta lột ra, bởi vì bên Thái họ không có xài da này mà họ xài cái loại da là da sần kia chứ không phải là da này. Da này là da sần cứng, còn loại da kia là da sần mềm ha. Đó thì một miếng như thế này giá nó chỉ có là 65.000 thôi. Đấy anh em thấy ha, gọn gàng cho anh em. Cái này một miếng anh em mình cũng ship nha, anh em mua một miếng mình cũng ship. Giá 65.000 này thì chưa bao gồm tiền ship nha anh em nha. Và da này thì rất là êm, đây là nó có lót cho nên là khi mà anh em lót vô thì sẽ hơi nổi cái chỗ này lên, rất là êm. Và cái da này nó có những cái đường gân nha, gân này gân nhỏ này, đúng gân jean à. Còn em mua cái da mà da đẻo á, cái gân nó rất là bự, à, nó là gân lô. Và đây chữ Honda này, nếu mà chữ Honda đẻo á là cũng không bao giờ sắc nét được như vậy. Em thấy không? Đó. Thì với mức giá là 65.000 một miếng. Thì thực sự luôn, cái miếng da này á anh em, là một trong cái miếng da mà bên mình bán rất là chạy luôn. Trên TikTok shop thì hôm bữa mình mở là 50 miếng và mình đã bán hết từ hôm bữa rồi. Thì hôm nay mình sẽ mở thêm 50 miếng ở bên TikTok shop nữa. Còn những anh em nào bên YouTube và Facebook anh em muốn mua thì nhắn vào cho Đạt, số điện thoại của mình 0915 434 973, giá có 65.000 một miếng thôi. Thì đợt này số lượng về chắc còn được 100 miếng á, tại vì bữa mình về mấy trăm miếng rồi. Anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ với Đạt nha, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều.